Trời ơi. Ở, ô nằm y gan sung sướng á, đưa hai cái tay rồi, anh thấy hai cái tay rồi. Ô nhìn hai, ô anh coi chừng gất chứ. À, bằng nghiêng 100, tật kiểu 100. Nhiều khi em đi em dị, em quậy sữa cho nó, em mắt nhắm mắt mở, em không mở không nổi đâu. Chào buổi hồi, xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì quay trở lại trường hợp của bé Trang. Thì trong cái đoạn clip mà buổi hồi quay lên về cái bé Minh Anh, con của bé Trang đó, thì có rất là nhiều cô chú quý anh chị có gửi lời nhắn nhủ đến bé Trang để mà chăm sóc cho bé Minh Anh được tốt hơn về cái việc ăn ngủ hay uống sữa hay là tắm rửa như thế nào đó. Có chuyến đi về An Giang này thì buổi hồi ghé thăm em Trang cũng như là bé Minh Anh. Tại vì mọi người nói là bé Minh Anh hôm nay nhìn rất là kháo khỉnh và dễ thương luôn. Giờ mà cô bác quý anh chị cũng theo buổi hồ ha. Bữa nay là đi không có cho Trang hay. Thường là đi là tạo một cái sự bất ngờ. Cô bác quý anh chị để ý là gõ thì Trang nó còn bắt máy, không có ấy à. Trang ơi, anh Nguyễn là Trang ơi. Trang ơi, Trang. Hai mẹ con đang ngủ nữa. Đang ngủ hả? Ôi trời à. À, mở đèn nè. Này có đi có anh Nguyễn. Hôm trước là đi là có mình à, có mình à, yêu. Hai anh em ngồi ở trong phòng không biết nói gì nói chuyện rồi đi về luôn. Gỡ mặt đi, em gỡ mặt đi. Yêu kìa. Anh yêu đó. Trang nói là gặp em là giỡn chứ gặp anh không có giỡn. Hey. Mới yêu đó hả? À. Hey. Hey. À. À. Hey. Cười nhìn mặt kìa. Cô bác quýt nữa. Nhìn mặt kháo khỉnh lắm. Ừ, dễ thương lắm. Hey. Không biết nhìn ai luôn kìa. Nay nhìn mặt lanh ghê á. Mỗi ngày mỗi khác. Nay nhìn mặt lanh ghê hay anh ha. Ừ. Trời ơi. Dễ thương trời. Nay họ đến là cười te tét chưa à. Lần nào em đến cũng vậy, may mắn anh. Te tét hết à. Thôi. Hai mẹ con ngủ trưa hả? Dạ. Tối thức khuya hay gì? Dạ, sáng sớm 3 giờ mấy là thức. Ôi sao vậy? Dạ, không biết. À, khát sữa. À. Khát sữa hả? Cái này ngày uống nhiều sữa không Trang? Dạ uống nhiều rồi. À, uống như thế nào sao đó? Dạ. Cỡ uống cái sữa tới đây nha. Một cử uống á? Một cử uống tới đây. 150. Dạ. Ngày uống gì là mấy bệnh? 150. Dạ, cỡ cách 2 tiếng mấy là em cho nó uống. Em kéo cái cửa sổ. Ủa, vậy là uống, cái này uống nhiều rồi đó. Dạ. Mà cái này nhìn kìa, nhìn cái mặt thấy mắt ghét. Ôi, ở trường trường kìa. Trường xuống dưới không? À, bé này á, trường ngược không à, cũng dễ nuôi lắm. Trường ngược là dễ nuôi. Bà đã nói vậy đó, có là điện. Trừng lên là còn khó nuôi hả? Ừ, lên thì khó nuôi nhưng mà ngược xuống á, rất là dễ. Có nghĩa dễ là bảo á, dễ bảo. Dễ dạy gì? Dễ dạy đúng không? Ừ. À, thấy mẹ cũng hiền mà. Có nghĩa là gì nè, anh Nguyễn nói là cái gói như thế này đó, mà trừng xuống này á thì bé nó sẽ dễ nuôi, dễ dạy á. Còn nếu như mà trừng lên á thì nhìn đã ghê trời. Ơi. Dễ không? Dễ dễ. Dạ hả? Cười. Ôi nhìn mặt lanh, nhìn mắt to tròn luôn á Trang. Nhìn giống Trang không anh Nguyễn? Mẹ con thấy giống rồi. Người ta cô bác dặn á là em
khi mà cho bé uống sữa đừng có cho bé ngậm cái vậy anh? À ngậm cái đó. Dạ. Tại vì ngậm cái đó thì sau này bé nó sẽ quen á. Một là quen, hai là sẽ bị khô phổi. Dạ. Đó. Này ban ngày em không có cho nó bú, chứ bằng đêm á nhiều khi quậy sữa không có kịp á, sợ nó khóc lâm xong người ta ngủ không được á, em cho nó bú xíu rồi em đi quậy sữa. À. Rồi không có cho nó bú thường. Rồi cái lưng của bé hả, cũng gầy sao rồi? Còn dạ. Sảy không? Dạ còn mà ít. À. Dạ. Ta nói tắm nước me đất hay gì đó. Dạ. Với lại khổ qua. Nhìn kìa. Bữa nay là kháo khỉnh hẳn ra ha. Khán giả là kêu anh Nguyễn làm cha đỡ đầu đi. Chích người nay được mấy tháng rồi anh Nguyễn? Càng tới chính rồi. Hôm nay 22 rồi. Trời ơi. Nhiều người đòi nhỏ trên mạng đòi nhận làm chịu hỏi nhận làm ba nuôi không? Này tóc mọc ra dài hơn đúng không? Ừ. Nên là uống sữa nhiều, không nhiều. Thấy lạ rồi trời. Bé Trang ép xe không có sữa. Phải nhờ cái nguồn sữa bên ngoài. Nhiều khi em rửa chén này kia làm chuyện đó đó, để cho nằm như nè, họ nó chuẩn chuẩn nó nằm dưới gạch luôn. Để cho nằm vậy đó. Hồi quay lại thấy nó nằm dưới gạch á. Bữa nay hình như em tròn ra nữa vậy, anh Nguyễn nó tròn nhìn em hết ra rồi. Sao nhận định hôm nay đến thăm Trang thế nào rồi Hùng? Xinh gái, ngày xưa ước mơ làm người mẫu mà. Nhìn hết ga luôn nha. Hôm nay nhìn em em đẹp gái hơn lúc trước nữa chứ. Tại vì không biết cô bác của anh chị khi mà qua một cái ống kính á thì cái việc mà ăn ẩm nó khác nha. Có nhiều người qua ống kính thì rất là ăn ẩm. Như Trang ở ngoài thì đẹp hơn ở trong khung hình nữa cô bác của anh chị. Trang là tự nhiên mặt mộc. Mặt mộc. Không có trang điểm. Ngày xưa giờ có son phấn gì không Trang? Dạ không. Không hả? Dạ. Hôm nay hai mẹ con ăn cơm cái gì? Dạ ăn cơm hôm qua còn miếng nào ăn rồi cái hồi sáng còn hâm lại ăn cử hết rồi, sáng hết rồi. Ăn gì? Dạ chiều chưa có biết ăn gì. Tính qua đây ăn cơm ké mà không nấu cho ăn. Tại em thì nghe có ên em ở nhà em ăn dễ lắm. Mà lần nào anh qua cũng hết cơm trơn, ai dám ăn? Dạ anh ăn thì em nấu. Hả? Dạ anh với Nguyễn ăn thì em nấu chứ. Nấu biết chừng nào ăn. Hôm nay nè, có đeo này nè. Đeo cái dâu tầm đúng không? Dạ. Này ai đeo hả Trang? Dạ lúc em sanh trong bệnh viện mua tới vợ. Mua tới vợ hả? Dạ. Một cặp thì 5.000, hai cặp 10.000. À, tối bé có khóc đêm gì không? Dạ. Dạ hả? Dạ. Kìa nắm cái tay em kìa. Kìa nhìn mặt thấy ghét lắm. Hai mẹ con chiều ở trong phòng hay có đi vòng vòng chơi không? Dạ có, chiều đi tắm, chiều có 3 giờ rồi em tắm cho nó, tắm xong rồi bỗng ra ngoài trước đi tèn ra trước chơi. Rồi thôi qua bên cô kia chơi. Ừ. Ô nhìn kìa. Kháo khỉnh nữa rồi hả? Đúng là có câu là trời xanh trời dưỡng ha, trời xanh voi thì xanh cỏ. Với một cái điều kiện khó khăn á thì ông trời ông cũng thương là ông cho bé được cái sức khỏe hai mẹ con vượt qua. Còn những người mà có điều kiện con nhà giàu nhiều khi eo ọt lắm. Khó chăm lắm. Cũng biết thân phận. Biết số phận. Số phận. Có khi nào hai mẹ con ở đây buồn không? Không thấy buồn tại vì tối ngày giữ nó không à. Lê quay qua hết ngày. À. Làm tối ngày làm nó giữ nó không à. Giữ rồi nấu ăn rồi hết ngày luôn. Dạ. Vậy lại cũng quen rồi. Quen rồi? Dạ. Nhìn đã lắm, hai cái chân kìa. Cái chân em bưng nãy giờ, nó không tí. Dạ, em có để ý mà. Năng động cô bác của anh chị trên mạng mà đòi làm cha đỡ đầu chịu không?
Hả? Nó làm cha nó rủi gì vậy em hồi nào vậy không biết như vậy. Làm ba nuôi vậy thôi. Không biết đường trả lời luôn hả? Là sao? Em không biết. Có nghĩa là em không hiểu câu hỏi anh hay sao? Em không hiểu. Hả? Dạ em không hiểu. Không hiểu. Anh Nguyễn nói cho Trang gõ anh Nguyễn. Thôi ngồi đó để ngồi đó. Dễ thương. Ôi trời. Mà lanh ghê á. Bé này thì em cảm giác như là mau mau biết lặt biết đi sớm khỏe. Người ta gửi cho em 1 tỷ, người ta nhận bé làm con nuôi em chịu không Trân? Cho em 1 tỷ để em thay đổi cuộc đời. Hả? Nhiều em cũng không chịu hết. Ôi 1 tỷ số tiền lớn lắm á. Có con em mới vui, có tiền em không có vui. Dạ. Dạ. Đôi khi 1 tỷ này mình thay đổi được cuộc đời luôn. Nhưng mà không có con em mình đành. Có tiền cũng như không à. Không gần là mà nói cho cô bác với anh chị xin nghe coi ngày hai mẹ con xài nhiêu tiền nè. Dạ ngày. Dạ có 3-4 ngày mới đi chợ một lần mới có xài tiền, còn không có đi chợ em không có xài tiền. Dạ 3-4 ngày thì đi chợ cứ 200-300 gì đó. Dạ ăn đồ ăn thì cũng được 3-4 ngày. Hôm qua anh Nguyễn có chở em đi mua cái đồ đai em bé. Dạ mua đồ đai em bé hết sạch. À cái đai mình được trên đó hả anh Nguyễn? Dạ. Đây em lấy cho anh con á. Cái shop bán đồ chị em đó. À 600 mấy. 600 mấy. 600 mấy chục ngàn. Đai sao? Dạ. Đai là để mình ngồi xe mình. Dạ. Cái này mình đúng rồi, lúc mình ngồi xe đúng không? Dạ. Mình đi rồi nó bé càng ngày càng lớn á. Anh cái này là em kêu anh Nguyễn mua hay anh Nguyễn tự suy nghĩ ra? Dạ em là mua, tại vì em bồng nó cái hai nó mỏi hai tay quá em không nổi. Cái mua này đỡ hơn. Tưởng đâu anh Nguyễn biết là anh Nguyễn khéo léo như thế này. Em không biết nữa. Nó nhìn qua nhìn lại hoài luôn á anh. Cáo kỉnh lắm. Cô bác của anh chị mà xem cái clip này thấy vui. Thông tin với lại cô bác của anh chị á, tại vì rất là nhiều cô bác của anh chị là xin cái địa chỉ số điện thoại của bé Trang nè, rồi xin cái địa chỉ của bé Trang nè, và xin cái số tài khoản luôn. Thì thông tin với cô bác của anh chị á, cái địa chỉ của bé Trang á là chỉ có hai mẹ con thôi. Với lại bé Trang thì chỉ muốn dành cái thời gian mà để chăm sóc cho bé, nên không có tiện để gửi cho cô bác của anh chị. Thì mong cô bác của anh chị cũng thông cảm ha. Thì thôi thì hai anh em cố gắng cập nhật tình hình của hai mẹ con cho cô bác của anh chị xem. Tại vì bé Trang nói thôi em cũng không muốn đưa lên cái địa chỉ này lên mạng thì nó cũng phiền phức, cũng như chẳng hạn như là điển hình hôm trước là xin một cái số điện thoại mà cái chú ở nước ngoài đó. Thì làm ảnh hưởng đến tinh thần của Trang nữa. Ôi trời. Cái nào thấy không? Nằm hồi đó nó cười ngon nhìn con mắt giống Trang đó ha. Sụp ngược lại không à? Trên nào thế nào? Để bé cà phê xuống luôn không Trang? Dạ nó xuống luôn cái đầu đó. Cái đầu nó nằm xuống dưới đây luôn á. Ôi trời. Dạ, cái đầu nó xuống gạch luôn. Mẹ ngày xưa là có vậy không? Dạ không. Mẹ là sao? Ngày xưa là sao? Mẹ trồi lên không hả? Trồi lên không à? Hồi nhớ em ngủ mà cái đầu có dằn vụn cái đầu mà em cái đầu em lọt ra ngoài cái bụng luôn. Ồ vậy hả? Dạ. Không phải ngủ trên giường thì lọt xuống sàn. Lọt xuống sàn luôn? Dạ. Nhìn hai mẹ con là ai cũng xinh đó nè. Rất là nhiều người có những cái thông tin là Bùi Hồ đăng clip lên á. Thì cũng có rất là nhiều cô bác của anh chị rồi cưới Trang làm vợ.
À, rồi đòi xin số điện thoại rồi độc thân gì anh Nguyễn. Thì vậy không là... biết là bên kênh của anh thì có không? Trời rất nhiều. À, thì lúc đó anh xử lý như thế nào? Đó thì mình tôn trọng bác Trang. Ừ. Thì cũng sự riêng tư đó thì cũng bác Trang thì mình cho quyết định, bác Trang nó ra quyết định. Ừ. Anh Trang trả lại lại một lần nữa trong clip này cho mọi người biết đi Trang ơi. Để thôi xin anh hoài nhầm khi anh cũng nhầm khi người ta nói mình này kia nữa. Nhưng mà thật ra thì để cho Trang trả lời cho cô bác của anh chị biết nè. Dạ, em cũng xin nói một lời nữa là như là giờ em không bước thêm bước nữa. Giờ em chỉ muốn là có sức khỏe để đi làm để nuôi con em thôi. Giờ còn cái chuyện quen thêm người nữa là em xin gác qua quên nha. Dạ. Em cũng mấy anh cũng thông cảm cho em, đừng có làm phiền nên vừa hỏi với anh Nguyễn nữa nha. Nó để nói cho mọi người hiểu thôi. Ai cũng có một cái quyền cá nhân, và cái công thời gian này thì bé Trang tập trung cho cái công việc là chăm bé Minh Anh. Để cho cô bác của anh chị hiểu luôn. Hai mẹ con cũng ở thì cũng vui ghê á. Nhưng mà chú ý lắm nha. Lành, bé là lành, năng động. Ồ, tuổi gì ta? Bé tuổi gì ta? Năm nay là cột hả? Dạ. Ồ. Dần. Năm dần mà sinh con trai là tốt luôn á. Dạ, nó mới sinh là 23 tháng 5. 23 tháng 5 hả? Ồ, ồ, ồ. Biết đâu sau này lớn lên làm giám đốc rồi sao? Nói chuyện đó, thấy không? À. Nhiều chuyện á, nghe không? Nghe chứ. Ghê đó. Ủa, hồi ngày xưa là lúc trước là có ăn đầy tháng không? Dạ không. Ồ. Ủa trời. Ủa trời. Giật lên. Kìa, nằm kìa, sấy xong luôn kìa. Trời ơi. Ồ, nằm y gan sung sướng á. Đưa hai cái tay kìa, anh thấy hai cái tay kìa. Ồ, nhìn hai. Ồ. Ấy coi chừng gớt dưới, coi chừng gớt dưới. Ai em giống cậu cả quá nè. Cậu cả. Ôi nhìn cái tướng nằm sang ngay trời. Nó nặng khi nó lột xuống dưới luôn. Cái sao tại nằm dưới mà lột xuống dưới nó còn khoái, nó còn cười nữa. À. Dạ tại dưới nó mát, cái gạch nó mát á. À. Cười tê tê. Đi ăn cậu cả luôn á. Chắc coi mát gì chắc những người mà người ta bị hiếm muộn đâu á. Ta gặp thích lắm nè. Mê. Mời lắm luôn. Mê bé. Mê chuyện đó, già chuyện đó. Già chuyện. Ừ, đồ già chuyện. Đồ già chuyện. Đúng là có hai mẹ con cũng vui ha. Ok, nước miếng kìa. Vậy chứ từ bây giờ cho đến khoảng 3 tuổi là dễ cưng lắm. Mà mẹ hơi cực tí xíu. Cực mà vui không Trang? Cực mà vui. À. Bạn ghiền mình chăm cực chứ không chăm? Nhiều khi em đi em vậy em quậy sữa cho nó. Em nhắm mắt nhắm mắt mở em không mở không nổi đâu. Ở đây quen không? Dạ. Ở đây là ăn uống rồi em gửi cho mấy chị kia mua hết rồi đó. Dạ. Nhiều khi tự đi kêu xe ôm vô đi chợ này kia. Thì cũng 3 ngày mới đi chợ là người kêu xe ôm vô chợ em ra chợ em mua đồ vậy đó. Ừ. Nhìn lại khoảng thời gian là em ở đây được bao nhiêu tháng rồi ta? Dạ là sao? Em ở chỗ trọ này được mấy tháng rồi? 2 tháng chưa? 2 mấy ngày. Ồ, chưa đứng tháng nữa hả? Chưa, mới tới 1.3 tầng. Ồ. Oh. Mới đây mà. Nhưng mà nó còn sống ở đây ổn hả? Dạ, ổn. Thôi cố gắng được lập nghiệp ở trên này luôn. Dạ. Đi làm vòng vòng ở đây cũng có công ty mà. Em cũng có nhờ anh Nguyễn, kêu như là anh Nguyễn coi chỗ nào người ta có bán xe mà là xe xài qua tay á, xe cũ á, kêu Nguyễn mua giùm em một chiếc, em định chạy tới chạy lui. Chiếc xe số hả? Dạ. Ngày hai mẹ con gì sao chạy? Dạ, không phải đi nè, chạy từ từ. Tiền để mua đồ ăn đó. Dạ. Ví dụ, cái xe
cũ đó, mấy xe mà cũng về chịu đó, xe 50 đó. Bây giờ em không bằng lái. Muốn mua xe thêm có bằng lái không? Dạ không. À, ngày xưa giờ đâu có thi đúng không? Dạ không. Mua xe 50 thôi. Dạ. Khoảng 2-3 triệu rồi đó. Thì anh Nguyễn dọ đi, có gì được thì mua cho bé Trang chứ. Hai mẹ con cũng còn được ít tiền nhiều mà đúng không? Dạ, hôm trước có gửi lại vô số tài khoản chưa? Dạ chưa. Thôi giữ ở đó hai mẹ con cứ sinh hoạt đi. Mấy chú cũng gửi để mà mua sữa đồ ăn uống trang trải chi phí hàng ngày mà. Khi nào mà cái số tiền nó quá lớn á mình hay gửi vô tiếp. Dạ. Còn cái đó để rút ra rút vô nó không tốn phí à. Tại vì mẹ hiện tại bây giờ muốn sữa là càng ngày càng nhiều. Mẹ thì đâu có sữa đâu. Ép xe đâu có sữa. Đỏ mặt hết luôn kìa, gồng cả anh. Đâu nóng dữ vậy hả? Nói điện này cậu lại thăm vui rồi giỡn. Lần nào là mẹ ngủ hay cậu cũng lại làm phiền giấc ngủ của hai mẹ con mà. Dạ không có, lại thăm em, hai mẹ con em vui lắm. Dạ. Dạ. Vui mà để anh nói chuyện của em không nói gì kể câu chuyện đời xưa. Ở đây là dạ cái ánh nắng. Tự nói chuyện bên anh luôn kìa. Hai giọt à. Mà hồi đó giờ mình thấy hay á là lại lần này cũng 3-4 lần gì rồi mà không thấy bao giờ khóc luôn á. Đúng không anh? Bữa nay khác hẳn. Khác lắm. Hai mẹ con. Mình giác nghiền hồn hay sao? Vui chưa? Nhìn lớn lên càng ngày vui thiệt chứ. Nhìn dễ thương lắm. Nhìn gì kìa. Kìa cái hai cái tay kìa, hai tay là đưa ngang không nghe. Đó. Gần cậu cả á. Rất là nhiều người quan tâm luôn. Ở đây thì em thường có đi nói chuyện đồ với mấy phòng kế bên không? Dạ không. Dạ hả? Dạ. Cái chiều bọng đi ra ngoài trước cái chơi, vòng vòng ngoài trước chơi, thôi qua cái cô bên kia chơi. Tại em mấy phòng ở đây toàn giống như là mấy chú mà không có... Toàn là nam thôi ha. Dạ. Không có nữ để mà nói chuyện ha. Nên mình cũng ngại. Dạ. Thích anh Nguyễn rồi, hiện nay thích anh Nguyễn rồi. Mai mốt lớn lên đi theo chưa cậu Nguyễn, cô Nguyễn không? Hả? Mai mốt lớn lên cho đi theo cậu Nguyễn luôn không Trang? Cho đi theo cậu Nguyễn làm đại tử cậu Nguyễn luôn, quay phim. Làm đại tử cậu Nguyễn quay phim hả? Dạ. Làm cái gamen. Nhiều chuyện đó. Sáng giờ ăn cơm rồi. Dạ ăn cơm. Muốn quay hoài luôn đó. Nó nghi hoài thôi mà dễ thương quá. Mệt rồi đó. Vẫn hồi mệt rồi. Hồi mệt rồi đâu biết không kìa. Hồi như mắt tròn xe luôn á. Mắt hai mí anh.
2 mét như vậy. Ở ngày hai mẹ con là có tiền có thêm mua đồ mới mặc không? Dạ không, đồ của nó cho không rồi. À quên nữa, có một cái chị kia ở ngoài Sài Gòn. Dạ. Thì chị đó nói là tính gửi cho em đồ mặc, thì em có nhận không? Dạ, nếu cô chị có lòng tốt cho em thì em nhận, em cảm ơn. À, dạ. Anh gửi cái địa chỉ nữa, anh gửi cái địa chỉ của anh Nguyễn ha. Dạ. Anh Nguyễn ha, có gì anh nhận giùm bé Trang ha. Này cái mấy này là mấy anh chị hàng xóm cho rồi chơi. Con hưu cho cổ. Dạ. Con cái kia là con gì? Dạ con em gì cũng con gì. Đó. Con này gì ta? Con gì luôn. Không biết luôn á. Con này lạ quá nhưng mà kêu được đúng không? Nhìn con nhái. Nhìn mặt bé Minh Anh nhìn mắc ghét quá. Dễ thương ghê á. Để anh chỗ lên đây em nha. Dạ có. Ừ. Anh có gì không? Như làm sao? Dạ hôm bữa anh có đến ngoài à. Ngoài sáng, à ngoài trước á, em cũng phòng bé trước chơi nè. Và anh hỏi sao không ở như vậy, ở như vậy, ở với cha mẹ đi rồi. Ừ, có gì thì có gì cũng có cha mẹ cũng đỡ. Ừ, có cha mẹ bệnh đó thì bệnh hoạn này kia rồi sao. Rồi có người thân cũng đỡ, ở trên đây có một mình rồi sao. Dạ. Nói tại còn nhiều chuyện mà anh chưa hiểu. Dạ, em ở dưới không được em mới bỏ xứ em đi vậy đi. Chứ em ở được là em ở dưới em không có đi, không có đi đâu. Tại anh nhiều chuyện nó hỏi anh bộ anh không có coi trên cái clip của anh quay anh nói ổng nói đi làm tối ngày suốt ngày có thời gian có rảnh đâu mà coi. Là anh chủ trọ khuyên em là về Vĩnh Long ha. Dạ không có khuyên em cũng như là hỏi gì đó ổng hỏi em đó như có ở có gì ở cũng có cha mẹ bệnh hoạn thì có cha mẹ cũng người thân cũng đỡ ý ổng là gì á. À ý anh chủ trọ cũng cho gần người nhà mà. Dạ. Nhưng mà lúc mà em đi vậy thì có bao giờ em nghĩ là bao lâu em sẽ trở về không? Không à. Chắc Tết này chắc em muốn chắc Tết đi về thăm. Mỗi lần nhắc cái chuyện gia đình là em Trang buồn buồn rồi ta. Hả ra. Ví dụ như Tết thì sao? Tết thì em về, em tính thăm ngoại. Bà ngoại hay là mẹ? Dạ bà ngoại. Bà ngoại thì về bà ngoại thì mẹ em cũng gặp mặt mẹ em. Mà mẹ em cũng ở, Tết nào mẹ em cũng ở với ngoại chứ. Tết nào cũng về ngoại hết. Tết nào cũng về ngoại hết. Dạ. À, ngoại nhiều cháu không? Dạ nhiều. Ngoại em là sanh 12 đứa. Là 6 trai 6 gái. 12 người 6 trai 6 gái. Dạ. Mẹ em là thứ 6. Nhưng mà mỗi lần nhắc đến cái chuyện cũ là anh thấy là theo bản năng thân anh cảm nhận ha, thì gương mặt của em rất là sáng mà lại rất là xinh gái. Mọi người thì đều nói là em cười rất là có duyên. Đó mà mỗi lần nhắc đến cái chuyện cũ là em buồn à. Rửa súc mình bằng nước lạnh trước hả Trang? Dạ, trước thường đó em mới uống được nước lạnh. À.
Ngày là buổi ban ngày là ba cử hả? Dạ. Cái này ôi khóc quá trời luôn rồi. Để quay cho cô bác của anh chị thấy bé Trang pha sữa cho bé như thế nào ha. Rồi chơi chế mấy muỗng? Dạ 3 muỗng. Dạ hả? Dạ. Tới 90 là 3 muỗng. À. Em đọc trong đó gành không? Dạ cũng người ta cũng dẫn chỉ với em. Dạ hả? Còn sữa không? Dạ còn. Có nghĩa là mình khi mà mình bỏ sữa vô vô nấu nước nó nóng quá thì nó cũng không có tốt. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là bỏ sữa vô khi mà nước nó nóng quá thì nó mất chất. Dạ đúng rồi, nghe mất nghe em cũng nghe người ta hướng dẫn là mất dinh dưỡng vậy đó. Ừ. Mới có 23 tuổi mẹ đơn thân này. Hộp sữa còn nửa hộp. À. Còn nửa hộp nữa hết rồi, nửa hộp có 620. 328 nghìn. Uống một tuần. Tuần. Càng ngày bớt à. Ừ. Hai mẹ con cũng vui ha. Có hai mẹ con cũng hữu hỷ cũng vui. Họ kiếm gì? Em đòi em để họ mất tiêu em quên đỏ phương mau không quên. Rồi kiếm lắm. Nhiều khi em quậy cà phê uống á. Em cắt cái bịch ra, em đổ cà phê em đổ vô ly không ra không đổ đổ một ghét. Cái gì đổ gì? Cà phê á. Thì sao? Cái bịch cà phê nè. Nhiều khi em đổ quậy cắt cái vỏ vô ly không đổ đổ vô một ghét. Ôi trời. Dạ nhớ sực lại, ủa đi đổ một ghét làm gì? Em chích mấy mũi rồi, vắc xin này. Dạ chưa có chích mũi nào. Vậy? Chưa chích mũi nào. Ủa sao mau quên vậy? Không biết nữa. Đổ có nghĩa là cắt cái bạch ra xong rồi đổ dạ. Cà phê vô thùng ghét luôn. Dạ không đổ vô ly mà đổ vô thùng ghét. Ôi. Nhớ sực lại rồi thấy bịch cà phê đổ vô thùng ghét. Ồ. Rồi cái này là chất tiêu rồi. Nhiều khi em chặt tại nó khóc á, em lính quýnh người. Nhiều khi không biết làm gì nữa. Rồi sao mình phải quay cái nắp xuống hả Trang? Dạ, sữa nó còn dính trên đây nè, trên cái miệng á. Ừ. Nãy lúc trước khi mình bỏ sữa nó dính cái miệng. À, mình phải úp xuống. Dạ. Mai mốt em úp xuống em quay xa xa bé ra. Dạ. Quay gần nó văng cái nắp xuống là nguy hiểm. Ừ. Cái gì? Thấy bình này nó khá rồi. Thấy bình này nó bình rồi. Dạ hả? Nè. Ôi trời. Nóng đêm dùng miếng nước lạnh cho nó ngủ. Rất là nhiều cô bác với anh chị quan tâm đến cuộc sống của bé với lại mẹ bên trái. Ê. Đói à. Thấy cô bác của anh chị quan tâm nhiều mừng không? Dạ, vui không? Trời đã đói hả? Ôi trời đói thì cái bụng xẹp chưa? Dạ xẹp. Nè. À. Ít ta. Ôi.
Cà cà co chân ngày ngày là mấy miếng tả như thế này? Dạ 5 miếng. 5 miếng hả? Dạ. Mà bé thường hay để dầm không? Dạ không. Nhưng mà mặt mặt tả hoài dạ, nó sẽ hầm. Em không biết. À nó hầm đít đó hả? Ờ. Dạ. Dạ không, đít nó hầm. À. Đó, hai mẹ con vậy hả? Rồi, hai mẹ con bye bye hai mẹ con ha. Dạ. Rồi, hôm nào anh ghé anh thăm. Dạ, bye bye. Bye bye.